dẫn quá cả nhà ơi. Có một ngày có bao giờ cả nhà các bạn thấy không? Mà không nên luôn. Mình cực kỳ cưng luôn. Bây giờ là rất là nhiều. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay Tâm sẽ đi review những cái mô hình nuôi lươn, những cái bồn lươn của người dân ở miền Tây nuôi lươn như thế nào mà đạt kết quả cực kỳ cao cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì do tình hình dịch bệnh ở khu vực của mình đang sống nó cũng đang diễn biến phức tạp. Cho nên Tâm không có đi quay những cái gì mà hấp dẫn cho cả nhà xem, cho nên cả nhà xem tạm nó cái mô hình nuôi lươn của những người dân ở miền Tây nha cả nhà, rất là nhiều. Đây là người ta xây, có người thì họ sẽ xây gạch như thế này cả nhà. À, còn có người thì họ sẽ dùng giấy mũ để mà chặn lại. Họ sẽ dùng giấy mũ để chặn lại. Đó là tất cả những người mà đang làm mồi cho lươn ăn đó cả nhà. Đây là giỏ mũ nữa cả nhà, giỏ mũ. Còn cái mô hình này thì bằng gạch xây. Nói chung thì chủ yếu là để đựng lươn cho nó, do tùy ý thích của mỗi người thôi cả nhà. Để mình review cho cả nhà nha. Cái này là đây, cái này là những cái cây ngay chính giữa này là để mồi thảy vô đây nè cả nhà. Thảy vô những cái khe này nè để cho con lươn nó ăn cả nhà. Để mình đi tới đây cho nó nhận nha. Thôi đó, đó đằng đó nữa rất là nhiều. Ở khu vực này rất là nhiều người nuôi lươn cả nhà. Đây nè, khu vực này hầu như là hộ gia đình nào cũng nuôi lươn hết nha. Nuôi lươn để đó và đi làm những công việc phụ để mà kiếm tiền. Đó, có người họ sẽ để những cái cây cù nèo. Để những cây cù nèo này cho lươn nó mát đó cả nhà. Này. Đây là cái nơi mà lươn nó sẽ lên ăn đó. Đó. Những cái cây cù nèo này ở dưới miền Tây á, thường chấm các kho đồ ăn rất là ngon nha, cây cù nèo nha, cây cù nèo rất là ngon. Nhưng họ để đây để cho những con lươn nó sống cho nó mát. Đây nguyên một dãy luôn. Đó. Rất là nhiều. Mình dài trong nó nữa cả nhiều. Rất là nhiều cả nhà. Bây giờ Tâm sẽ đi gặp ông anh nuôi lươn và hỏi rõ ràng chính xác cách nuôi lươn và cho lươn ăn như thế nào nha cả nhà. Đây là một bồn nè. Đó, bồn. Cả nhà nhìn vô trong đó. Quá trời bồn luôn, thấy không? Quá trời bồn luôn. Đây. Đây, anh đang cho lươn ăn. Anh đang cho lươn ăn cả nhà. Chào cả nhà. Bác ơi, cho em coi mấy cái cục thức ăn đâu. Cho lươn ăn hết chưa? Đó, cái này làm bằng cái gì? Đây là thức ăn nè cả nhà. Ốc và thức ăn cả nhà. Xay ra nhỏ cho anh ăn. Bóp cục vậy đó hả? Rồi. À, rồi cả nhà biết thấy rồi đúng không? Nó đâu mà nóng văng mà. Quay có người đang chơi đáy kìa. Yeah. Đang vô mộng đó kìa. Đó là những người đang làm thức ăn cho lươn ăn đó cả nhà. Ảnh đã thấy vô. À, cả nhà thấy con lươn nó ăn mà nó rung rinh cái cục thức ăn luôn không? Giống hay là lươn thiên nhiên á, sao mình ta thiệt cái gì á mình mua lại. Lươn.
đường nó nuôi hiệu quả hơn đường giống mà. Hiệu quả hơn cái là đường giống bây giờ nó bị kháng sinh nhiều quá, nó nuôi không lớn. Là số đường này nè cả nhà. Là có một số người dân sẽ đi xịt là... cả nhà. Cái lương này xịt với lại đủ vớn đủ hả anh? Mấy lương nhỏ hả? Lương nhỏ mình mua được 40 con, 4 mạng ở ngoài con 1 kg á. Rồi mà gì mình ương cho nó cao tháng rồi cứng cát mình cho anh. À là anh nuôi lương này được bao lâu rồi? Khoảng 8 tháng à. Bao nhiêu tháng mới được bán anh? 8 là hoặc đến 10 tháng. À, lương là 8 đến 10 tháng bán nha cả nhà. Anh Chiến hả? Chiến đúng không? Dạ. Đây, cận cảnh những con lươn cho cả nhà ăn coi nhé. Wow. Vì nó thấy mình nó nhát không anh? Nó thấy mình nó đâu biết đâu ha. Đây, để qua cái bồn này cho cả nhà xem nha. Mình quay chậm chậm cho cả nhà xem nha. Đó, mấy lươn nó ngập đầu nó này. Dẫn quá cả nhà ơi. Có một ngày có được tặng ai cho bạn. Thấy không? Cả nhà thấy mấy lươn nhìn cực kỳ cưng luôn. Dài dài ra lắm. Rất là nhiều. Nguyên dãy này. Rất là đau. Mấy con lươn lươn giác luôn đó hả? Ủa yếu ăn cái gì mà con có đã. À, đây là những anh chị đang làm mồi cho lươn ăn đó cả nhà. Đây là cái này. Ủa, con lươn này là ở đâu vậy chị? Đây là lươn bị hao.
Nó không chết dòng họ, nó không lẽ nó không có dòng họ, dòng họ nó không chết. À, đây những người trong gia đình mình đang dò cục để cho Lương ăn thức ăn. Mình chó thấy cưng quá. Bắt cải. Đó, cả nhà thấy không? Rất là nhiều. Còn bên đây nữa. Đó. Chị đang cho Lương ăn cả nhà. Cái này là cái sọt thức ăn. Đây là thức ăn được làm từ ốc với lại những cái hạt thức ăn trộn ra và giò cục lại đó. Giờ này chị dắt cho ăn rồi đó. Chị đang dục thức ăn vào những cái đường cải cả chỗ mấy cái cây đó. Cả nhà bây giờ mình sẽ quay cái bồn này để nhà xem nha. Đây là một trong những bồn đó nghe nhà, chứ cái khu này rất là nhiều, mấy chục bồn như vậy đó. Ở đây là thuộc địa bàn địa bàn ở đây là cái gì anh? Ở đây là xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nữa nha. Đây là khu vực mình mới tới đây cho nên mình không có rõ, cho nên mình phải hỏi lại. Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường Phước 2 nha cả nhà. Có một cái ống này cả nhà. Cái ống này chắc có tác dụng để xả nước, thay nước đó cả nhà. Chỗ này nhiều quá, không nở đi đâu hết. Thì đây quay cho cả nhà xem tí xíu nữa nha. Xem đã mắt luôn.
nhà nếu yêu thích thì cho Tâm xin một lượt đăng ký và like nha cả nhà. Cho cả nhà xem thêm chút xíu nữa đi. Đã không? Okay. Đó. Tất cả những cái bồn này là đều như vậy đó cả nhà, rất là nhiều.